Lý do gì khiến mật vụ Mỹ không lập tức tiêu diệt nghi phạm bắn ông Trump? Dù là những tay súng giỏi nhất thế giới, nhưng xạ thủ chống bắn tỉa của mật vụ Mỹ hiện đang bị nhiều chỉ trích khi phải mất vài giây để xác định rõ mối đe dọa trước khi khai hỏa tiêu diệt nghi phạm tìm cách ám sát ông Trump. Nghi phạm Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, ngày 13 tháng 7 đã sử dụng một khẩu súng trường kiểu AR-15, bắn khoảng 8 phát đạn về phía ông Donald Trump khi ông đang phát biểu vận động tranh cử ở Pennsylvania. Một viên đạn trong số đó đã xuyên qua vành tai phải của Trump, khiến ông chảy nhiều máu. Vài giây sau, xạ thủ thuộc đội chống bắn tỉa thuộc Sở Mật vụ Mỹ mới khai hỏa, hạ gục nghi phạm Crooks. Một số nhân chứng cho hay, họ phát hiện nghi phạm Crooks mang theo khẩu súng trường bò trên mái nhà máy cách nơi ông Trump diễn thuyết khoảng 120m và đã tìm cách báo động cho lực lượng an ninh. Họ thắc mắc tại sao xạ thủ của Sở Mật vụ không lập tức bắn hạ nghi phạm trước khi anh ta nổ súng. Để trả lời câu hỏi này, một cựu quan chức mật vụ đã chỉ ra rằng, ngay cả khi phát hiện đối tượng đáng ngờ sớm hơn, xạ thủ chống bắn tỉa cũng không thể hành động ngay lập tức. Họ phải đưa ra quyết định là có bóp cò bắn hạ mục tiêu hay không. Cựu quan chức nói, sẽ ra sao nếu họ phát hiện ra rằng mục tiêu vừa bị bắn hạ chỉ là một thanh niên 20 tuổi hâm mộ ông Trump và chỉ muốn trèo ra mái nhà để được ngắm thần tượng rõ hơn. Không ai muốn rơi vào tình huống có thể dẫn tới nhầm lẫn như vậy cả. Nghi phạm Crooks được cho là đã bò thấp theo kiểu quân đội trên mái nhà, khẩu súng được đặt ngang phía trước và bị phần tường trên mái che khuất, khiến xạ thủ bắn tỉa không thể phát hiện được vũ khí anh ta mang theo. Chỉ đến khi nghi phạm bắn liên tiếp 3 phát đạn về phía ông Trump từ khoảng cách hơn 120m, xạ thủ bắn tỉa trên nóc nhà kho phía sau sân khấu mới đảo mắt quan sát rộng, nhanh chóng chuyển sang tư thế chiến đấu rồi hạ gục nghi phạm này. Hiện tại, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vẫn đang điều tra động cơ của nghi phạm Crooks.